Phản ứng của Hương Tràm khi Mai Tài Phến chạy lên sân khấu lúc đang biểu diễn. Hương Tràm bối rối và có phần lạc giọng khi thấy Mai Tài Phến xuất hiện trong đêm nhạc có sự tham gia của mình. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hương Tràm vừa đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cô biểu diễn hit Em Gái Mưa ở một quán bar. Tuy nhiên, điều đáng nói là Mai Tài Phến cũng xuất hiện tại đây với tư cách khán giả đi chơi cùng bạn bè. Khi Tình Cũ thể hiện ca khúc hit Đình Đám, nam diễn viên sinh năm 1991 đã chạy lên sân khấu, khiến nhiều người bất ngờ. Về phía giọng ca gốc Nghệ An, cô cũng có phần bối rối và lạc giọng khi thấy sự xuất hiện của Mai Tài Phến. Khi bị người hâm mộ trêu chọc mối quan hệ giữa cả hai, Hương Tràm đã nhắn nhủ một cách hết sức khéo léo. Duyên mình đã lỡ ra rồi mà khán giả cứ thích trêu Em Gái Mưa và Thầy Giáo Mưa mãi nhỉ. Thôi đừng trêu nữa mà. Dù cả hai đã chấm dứt việc tìm hiểu hẹn hò từ rất lâu, nhưng đến nay khán giả vẫn rất thích thú khi nhắc đến cặp đôi này. Nữ ca sĩ diện trang phục khá gợi cảm, đúng như hình ảnh mà cô theo đuổi trước nay. Ban đầu, nam diễn viên Mai Tài Phến khá ngại ngùng khi bước lên sân khấu cùng Hương Tràm. Khán giả không thể ngừng trêu ghẹo khi cả hai liên tiếp tình cảm như thế này trước đám đông. Kể từ sau khi đóng chung MV, nghi vấn phim giả tình thật của cặp đôi này xuất hiện khắp các diễn đàn bởi những khoảnh khắc thân mật nhớ nhung cả hai dành cho nhau. Thậm chí thời điểm đó, Mai Tài Phến thừa nhận họ đang dành thời gian để tìm hiểu nhau. Vào khoảng giữa tháng 10 2017, Mai Tài Phến bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ hiện tại với Hương Tràm. Anh cho biết cả hai đã dừng tìm hiểu vì ai cũng bận biểu với công việc và dừng lại thời điểm này là tốt nhất. Chia sẻ của nam diễn viên làm cho người hâm mộ tiếc nuối. Tuy nhiên, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết đến hiện tại. Thỉnh thoảng, họ lại xuất hiện cùng nhau khi đi sự kiện.